mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan và toàn thể khán giả đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên Đào Lê Minh Nhật, em sinh năm 1995, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm nhân viên thiết kế nội thất. Kiến trúc sư đó hả? Bên kiến trúc họ sẽ xây cái phần tường bao bên ngoài, thì còn em sẽ bắt đầu vào phân chia bố cục các phòng ở bên trong. Thiết kế nội thất? Dạ. Nhật là làm ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm việc tại quận 7. Quận 7. Nhà em ở đâu? Dạ nhà em ở Bình Tân. Bình Tân, ở với ai Nhật? Dạ em đang ở với bố mẹ và em trai. Rồi, mời nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nam. Em tên là Thạch Thảo, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung, tỉnh Bình Định. Nhưng mà hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở Sài Gòn em sống với ai? Dạ em sống chung với chị gái với em gái của em. Ở quận mấy? Trước thì em trọ ở quận 7, nhưng mà sắp tới thì tại vì em làm ở Bình Thạnh đó, nên là sắp tới thì em có chuyển trọ sang quận Bình Thạnh. Nhà gái của chúng tôi có một cái tên rất là hay, Thạch Thảo. Thảo ha. Em trai, em hãy nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái biết đi. Em là một người hướng nội thì ưu điểm của em là chăm chỉ, có nguyên tắc, đúng giờ giấc, không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc, thì em có thể dành nhiều thời gian rảnh cho đối phương. Nguyên tắc của em là đúng giờ giấc, không có được sai giờ đúng không? Dạ không, cái đó chỉ là trong công việc. Trong công việc thôi. Còn khuyết điểm của em thì là em ít nói, chỉ nhờ với những người thật sự thân thiết thì em mới nói nhiều. Em có ít những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài. Em không thích đến những cái nơi quá đông người, quá ồn ào. Vào những ngày nghỉ thì em thường ở nhà. Em ít vận động tay chân. Có một cái nữa là em không thích với những cái quyết định mang tính mạo hiểm. Cái gì nó phải nó an toàn. An toàn chút xíu ha. Dạ. Mời nhà gái. Ưu điểm của em thì em thấy em là một người hiền lành. Bạn bè cũng như là đồng nghiệp, người thân của em cũng thấy em là người hiền. Em cũng hòa đồng, thân thiện, em dễ cởi mở. Em dễ thích nghi được trong môi trường mới. Còn trong công việc thì em cũng cố gắng. Tức là em đặt ra mục tiêu thì em sẽ cố gắng hết mình về mục tiêu đó. Em cũng có thể chịu được áp lực công việc. Thật ra là em nói cũng nhiều á. Bên ngoài em là một người hướng ngoại, em vui vẻ, em hòa đồng. Nhưng mà thật ra là bên trong em là một người hướng nội. Bên nhà trai thì hướng nội, bên nhà gái thì bề ngoài hướng ngoại nhưng bên trong cũng hướng nội luôn. Bên nhà gái là tùy môi trường, về nhà thì sẽ hướng nội, còn đi ra ngoài thì sẽ hướng ngoại. Cũng được. Đường tình duyên Nhật sao nè? Trước giờ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả? Dạ. Ế là chỉ chờ người tử tế để yêu thôi đúng không Cưng? Dạ đúng rồi. Nhật có gọi là yêu đơn phương không? Dạ có, lúc hồi cấp 3 thì em có một bạn rớt, còn lại thì không. Không? Dạ. Nói chung giờ lo làm không có để ý ai luôn. Dạ đúng rồi. Ô trời em gái. Rồi mời. Đường tình duyên sao? Bên nhà trai tôi là chưa có gì đó. Em cũng có trải qua 2 mối tình, nhưng mà thực ra mối tình của em cũng chỉ là mối tình ở tuổi học trò thôi. Bạn nam yên tâm, chỉ là mối tình học trò thôi, nó rất là trong sáng mà không có gì hết. Cũng chưa có kinh nghiệm về yêu lắm đúng không? Dạ. Bắt đầu lên đại học thì em cũng chỉ là lo đi học, đi làm thêm. Ra trường thì em tập trung lo sự nghiệp của em nên là em cũng không quen ai. Nhà gái mình mong muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Em cũng hơi thấp á, nên là em cũng mong muốn là bạn nam sẽ cao hơn em. Tại vì em thích bạn nam cao hơn mình để mình cảm giác được chở che, được bảo bọc. Để chị qua chị coi, nãy chị mới liếc sơ, chị chưa nhớ. Đâu cần cao, miễn sao. Có chơi thể thao không? Dạ không. Trời ơi, thôi vụ đó tí nữa nói tiếp. Rồi gì nữa Cưng? Còn về công việc thì em cũng mong là bạn nam có một công việc ổn định, trưởng thành, chín chắn. Trưởng thành nhưng không có nghĩa là gia trưởng nha. Em mong là bạn, nếu mà bạn quyết định làm một việc gì đó thì bạn phải thật sự là quyết tâm với nó. Chuyện tình cảm thì em cũng mong là bạn thật sự là đối xử tốt với mình, trân trọng mình, cũng như là trân trọng cái gia đình phía bên mình nữa. Em có điều gì không thích ở một chàng trai không? Thường thì em sẽ thích là bạn nam hành động nhiều hơn là nói. Tại vì em sẽ không có tin lời nói nhiều. Em chỉ nhìn vào hành động để biết được là người đó thật sự là có cảm xúc với mình hay không. Lời nói gió bay, nói xong rồi người ta quên cũng vậy. Còn hành động thì em nghĩ là em thì thường quan sát những cái chi tiết rất là lặt vặt, những cái hành động cử chỉ nhỏ. Em cũng cảm thấy là có thể rung động được. Cô gái này cũng lãng mạn lắm đó. Chàng trai nãy giờ nghe hết rồi đúng không? Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy cũng phù hợp. Tại em là người ít nói cho nên là em thường làm nhiều hơn là nói. Mấy bạn mà làm về thiết kế, mấy bạn cũng rất là chi tiết. Thì chị hy vọng là hai bạn sẽ phù hợp nhau ở cái điểm này. Mong muốn về một người bạn gái tương lai của em là như thế nào? Điều đầu tiên mà em quan trọng nhất đối với em là lời hứa. Thường thì em không hứa kiểu cho vui hay là hứa chơi. Khi mà đưa ra một cái lời hứa thì em thường là em phải suy nghĩ về khả năng có làm được hay không. Hy vọng bạn nữ nếu như đã có những cái lời hứa nào đó thì phải giữ được cái lời hứa đó. Rồi còn gì nữa hay không? Cái thứ hai là em hy vọng bạn nữ không hút thuốc. Phụ nữ Việt Nam ít hút thuốc lắm em. Tại em có một cái quá khứ giờ kiểu cái trường học xấu xảy ra trong quá khứ, cho nên là em hơi ấn tượng xấu, cho nên là em muốn bạn nữ không hút thuốc. Lần đầu tiên tôi thấy bên nhà trai yêu cầu nhà gái không được. Đúng rồi đó. Sao em có hút thuốc không? À dạ không. Ngày mấy gói? À không, em không hút thuốc. Ờ đó. Rồi rõ ràng nhà gái không hút thuốc nha. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị gái của em. Rồi chị gái cho ý kiến thế nào? Chào chị gái. Dạ lời đầu tiên cho em chào hai anh chị MC và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là Phượng, là chị gái của Thảo ạ, chị gái ruột. Nãy giờ thì em cũng có nghe bạn Nam chia sẻ một xíu về mình ấy, thì chỉ một ít thôi nhưng mà em cũng có thấy là một vài điểm là sẽ phù hợp với Thảo đang tìm kiếm. Cái thời lượng mình tìm hiểu nhau trên sân khấu thì cũng chưa có thật sự là quá nhiều để mà hiểu rõ. Cũng mong là hai bạn cho nhau một cơ hội và sau đó thì sẽ tìm hiểu sâu hơn. Cảm ơn em. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi một mình. Có MC Quyền Linh lo cho em. Để tôi lo cho Nhật. Bây giờ rào. Mở rào. Bắt đầu đi Nhật. Mình tặng cái gì, có thể nói ý nghĩa món quà được không? Em tặng cho bạn Nam cái ly để uống nước. Tại vì thường thì dù có đi làm hay là ở nhà thì mình vẫn phải uống nước. Thì em mong là cái món quà em tặng thì sẽ được bạn Nam sử dụng thường xuyên. Nhớ tới em nhiều hơn. Món quà mà anh tặng cho em là nến thơm. Thì anh nghĩ khi bước vào phòng, bước vào một căn phòng thì cái thứ mà đập vào chúng ta đầu tiên là mùi hương. Thì anh hy vọng là khi mà em mở phòng em ra thì cái mùi hương đó nó sẽ làm em nhớ đến anh đầu tiên. Thật ra là em cũng chưa có dùng nến hương bao giờ hết, nhưng mà em cũng sẽ thử dùng thì nó như thế nào. Em cảm ơn. Cảm nhận lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Lần đó rất anh rất là vui, về ngoại hình thì rất là xinh. Cảm ơn. Hiện tại thì cảm nhận đến chỉ mới như đó thôi. Thì ra thì lúc nãy em cũng nghe anh nói là anh không hút thuốc, không uống rượu bia, anh không đi nhậu luôn. Tức là không thích đi nhậu. Ví dụ như mà anh đi giao lưu với bạn bè đi thì anh có uống một chút hay là như thế nào không? Ví dụ như những cái buổi tiệc của công ty thì anh sẽ uống nhấp môi thôi. Thật ra thì em không có ngại về vấn đề là bạn Nam có uống nhiều không có thôi, chỉ là bạn biết được cái tiểu lượng của bạn thôi. Tại vì bạn Nam thì mình đi ra ngoài mình cũng phải kiểu giao lưu rồi cũng phải uống một xíu thì không sao hết, miễn là đừng có say bê bết không về nhà được là được. Chắc chắn là không say rồi, anh chỉ nhấp môi thôi chứ không uống. Cuối tuần anh thích ở nhà hả? Thường thì đó giờ thì cuối tuần anh ở nhà, chỉ là lâu lâu khoảng 1-2 tháng một lần thì có đi xem phim với bạn thôi. Thật ra em cũng thích ở nhà, tại vì em thấy đi làm một tuần rồi nó mệt, em muốn ở nhà kiểu nạp lại năng lượng á. Thật là cuối tuần thì em có thể đi siêu thị với chị em, với em gái em rồi mua chị đó về nấu ăn thôi. Còn đi chơi xem phim thì mình thích đi lúc nào cũng được, cũng khoảng là tuần như thật là em có tuần cũng thích ở nhà. Rồi vậy rồi hẹn hò sao? Hẹn hò thì mình đi trung tâm thương mại, mình đi xem phim cũng được chị. Bây giờ mình nói quan điểm về hôn nhân gia đình cho mỗi bên cho nhau nghe đi. Về cái quan điểm về tình yêu và kết hôn của em, nó cũng giống như mình trồng một cái cảnh vậy đó. Khi mà trồng thì ai cũng muốn cái cây đó được đơm hoa kết trái, có được kết quả. Nhưng mà nếu như mình cứ mãi tập trung vào cái vấn đề kết quả đó mà chúng ta bỏ qua cái quá trình đó, thì em muốn là mình chậm lại, mình mỗi ngày mình quan tâm nhau hơn, vun đắp tình cảm với nhau hơn mỗi ngày, như vậy thì nó sẽ tốt hơn, làm quan trọng quá trình hơn. Dạ. Không còn dạy với em đâu. Em hỏi là anh ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Anh ở Bình Tân. Sau này anh có vợ, anh lập gia đình thì anh có ngại phải chia sẻ công việc nhà với vợ không? Tại vì anh cũng đi làm thì anh có sẵn sàng chia sẻ với người đồng hành của anh không? Cái đó mỗi người phụ một tay thì nó sẽ vui hơn là một người làm hết. Anh có chắc không? Chắc rồi. Rồi sau này nếu mà lập gia đình thì sẽ sinh em bé thì anh có sẵn sàng phụ việc chăm con rồi làm việc nhà, phụ giúp người phụ nữ của anh không? Như anh đã nói lúc trước là anh sẽ không hứa những cái điều mà mình không chắc chắn. Thì hiện tại ngay lúc này thì anh không thể biết trước được tương lai như thế nào. Anh sẽ chỉ hứa một điều là anh sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Cho em hỏi một câu nữa nha. Anh có thích động vật không? Anh thích chó nhưng mà nhỏ nhỏ thôi. Ở nhà anh có nuôi động vật không? Ở nhà thì hiện tại anh không có nuôi. Anh có gì hỏi không? Thường thì công việc của mình là mình làm giờ hành chính hay sao? Dạ em làm nhân viên ngân hàng, làm giờ hành chính cũng có, nhưng mà thiệt ra đặc thù công việc của em là chăm sóc khách hàng á, nên là cũng có lúc là em sẽ làm TK chứ không hẳn là làm giờ hành chính. Em có thể tự chọn được cái ngày off của mình, không hẳn là ngày cuối tuần, em có thể off trong tuần bất kỳ cũng được, mình có thể chọn linh hoạt. Giật bước tới nắm tay em gái đi, Thảo đi, nắm hai tay Thảo, nhìn thẳng vào mắt Thảo. Hai đứa bàn xem nếu như khoảng bao lâu mình sẽ kết hôn xong mình xin con trai đầu lòng, gái đầu lòng, kinh tế trong gia đình ai quyết định? Thường thì suy nghĩ của anh không có quá áp đặt hay là về những cái gì quá truyền thống như là phải sinh con trai con gái. Anh thích con trai hay con gái? Nào cũng được. Vậy hả? Tay em lạnh không? Có. Em có làm dâu được hay không? Cho hỏi nhà anh là con thứ mấy trong gia đình? Anh là con cả. Là sau anh là còn một em trai nữa. Làm dâu là ở chung với ba mẹ luôn đúng không ạ? Thật ra thì anh cũng không thích ở chung, cho nên nếu được, nếu mình cố gắng thì mình nên ở riêng. Dạ em cũng đồng tình. Giật cảm giác Thảo là người thế nào? Đầu tiên là em thấy là bạn là nói nhiều. Tại vì nếu như mà mình hai đứa mà ít nói hết thì những lúc gặp nhau anh sợ là mình sẽ không nói được gì hết á. Dạ. Nếu như là một người nói nhiều người đó thì nó sẽ trung hòa hơn. Dạ. Anh thấy em nói nhiều lắm hả? Những cái chuẩn bị gì cho hôn nhân nói cho con gái biết đi. Trước giờ em đi làm cũng có để dành được một số tiền. Nói với Thảo á. Anh đi cũng làm được số tiền. Thì nếu như một cái căn nhà lớn á, thì có thể là hiện tại thì chưa được, nhưng mà nếu như một căn nhà nhỏ để bắt đầu á, thì anh nghĩ là mình có thể làm được. Dạ. Ở tiền ai giữ? Anh nghĩ là trong gia đình thì ai sẽ là người giữ tài chính? Ai chịu trách nhiệm chi thì người đó nên giữ. Anh có nghĩ là mình nên lập một cái quỹ chung để mình lo cho nhà cửa, tất cả những gì là của chung thì mình sẽ bỏ chung. Đồng ý. Còn tất nhiên là anh cũng sẽ cần có những khoản của anh và em cũng sẽ cần có những khoản của em. Nắm giữ tài chính thấy vậy nhưng mà cũng khổ lắm. Đúng rồi, áp lực. Dạ đúng rồi. Cái đó thì đồng ý. Các bạn về vị trí đi. Tôi nghĩ rằng các bạn rất là hợp nhau khi nói chuyện đó. Một bạn gái rất là lanh lợi, rất là tươi, lúc nào cũng năng lượng đầy hết trơn á. Bạn trai thì cũng sâu sắc ha. Bây giờ thì chúng ta để tay nút bấm với Nhật. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan nha. 1, 2, 3. Chưa kịp đếm nữa. Thật ra hai bạn nói chuyện với nhau rất là hợp rồi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. Không nắm rồi. Nắm tay thế này nè. Đó. Hợp nhau lắm á. Xin phép chị hôn bạn gái không? Không. Nay lần đầu em xin phép chị hôn vô má kìa. Không có gì đâu, không đi kìa. Chị gật đầu quá trời, gật vô đầu má rồi kìa, chị đầu kìa. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, anh chào. Dạ rồi, thì hôm nay là có chị Trúc là biên tập bên chương trình sẽ phỏng vấn và trò chuyện với mình ngày hôm nay ha. Mời chị, mời anh ạ. Dạ vâng. Rồi, chào em. Dạ, em chào chị. Anh không... chị làm việc ở nhà nên chị xin phép chị tắt cái camera nha. Còn em thì khi tham gia chương trình của chị sẽ có quay hình một tí xíu về cái đoạn nói chuyện của mình. Cho nên là em cứ tươi tắn, nói chuyện chia sẻ cho nó dữ dội lên, gọi là nó có một cái câu chuyện gì đó để tụi chị thấy là tại sao chị chọn em đó, đơn giản vậy thôi à, là được chọn ghi hình. Rồi bây giờ mời em giới thiệu bản thân em ha, giới thiệu họ tên, công việc, quê quán của mình giùm chị. Dạ vâng, thì em tên là Ba, đầy đủ là Lê Văn Ba ạ. Em quê ở Thanh Hóa, hiện tại đang sinh sống ở Hồ Chí Minh. Em sinh năm 1994. Hiện tại công việc của em thì đang làm nhân viên kinh doanh và kim kỹ thuật ở công ty. Chuyên về công ty em thì làm chuyên về máy bơm. Em thì phụ trách tư vấn khách hàng và xử lý những cái thiết bị máy móc cho khách hàng. Cô này tư vấn hoặc là sẽ chịu đó. Còn em là Lê hả? Dạ Lê Văn Ba. Lê Văn Ba, Lê Quân là cái nickname em ha sao? Lê Quân là nickname thôi chị. Tại em thấy cái tên rất đẹp, đẹp cũng hợp với em nên em đẻ luôn á. Sao biết hợp? Cái nickname mà ổng làm như ổng ca sĩ, ổng đi hát hồi. Từ nickname giữa ta là có ca hát gì được không? Thích ca hát được không? Không, em thì em không gọi ca hát, em chỉ là thấy cái tên này dễ gọi hơn là cái tên Ba. để mềm mẽ. Tại vì bình thường thì mọi người đi ở khắp mọi nơi á, đi lúc mà em thời điểm vào Sài Gòn em đi học thì thường mọi người hay trêu ô mày tên Ba sao, tao gọi mày bây giờ lúc này gọi mình là Ba hả? Ba ơi Ba, con chào Ba. Đến nỗi này giáo viên thì cũng ghẹo nữa. Giáo viên cũng bảo sao ba con đặt tên con Phôn hết. Ủa nhưng mà có hỏi ba em không? Có hỏi ba tại sao là đặt cái tên này khôn thế không? Ba em thì chắc là một phần thì lúc ba làm việc ở trong Sài Gòn thì ba thấy cái tên này người ta hay gọi, ba về ba đặt cho em luôn. Ai cho cái buổi này vậy chị? Đặt cho em luôn. Thế là ba cũng hỏi có ưng cái tên này không? Mà lúc bé còn nhỏ có biết gì đâu. Nghe lời ba bảo gì nghe đấy. Xong cũng cái đồng ý không phải đặt cho cái tên này. Rồi. Bây giờ chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên giùm chị nha. Đường tình duyên của em nó hình xin lắm. Còn điểm mạnh của em thì em biết rất là nhiều công việc trong gia. Thứ nhất là em biết nấu ăn này, biết sửa điện này, sửa nước này, biết chung là những cái công việc trong gia đình, từ giặt tủ quần áo, ủi đồ các thứ là em biết tất tần tật, em có thể làm được. Đấy là em đấy là em thấy là đấy là cái điểm mạnh của em thôi, nhưng mà người khác như thế nào thì em không biết. Cái được tình duyên của em thì em cũng có được ba mối tình từ hồi 18 tuổi em quen một bạn thì sau này bị cắm sừng đấy, thì xong rồi chia tay. Xong rồi từ cái lúc mà nói chung là cái mối tình đầu mà bị như thế thì em cũng không tin tưởng vào con gái nhiều nữa, nên là dần dần lúc mà em quen những người sau á, em thấy nó cũng lúc mà em quen những người sau thì nó cũng nhạt đi, kiểu mình không cần tin người ta, mình quen lúc mà cũng trong lòng cũng mang một cái sự gì đó gọi là một cái khoảng cách gì đó, nó vô tình thì nó vô tình thì cũng khiến người ta thấy không an toàn, còn mình thì cũng thấy kiểu cũng không an toàn, tại vì mình không có tin tưởng là nhiều nữa, nên này xong rồi cũng quen được là hai người tiếp theo, cũng được một năm cũng chia tay. Đến bây giờ thì cũng hai năm nay em chưa quen ai cả. Lý do làm sao vậy em? Em rất là nhạt. Nói chuyện với em nhạt lắm. Em này ở đa số thì con gái thì đâu có thích con trai mà nói chuyện nhạt quá đâu chị, đúng không? Nên mà không vây được em thích. Bây giờ em thích một người như thế nào? Thích một người như thế nào? Cũng có dáng người vừa phải, thì không mập quá, không gầy, ốm thì cũng được, nhưng mà không đừng mập được. Em không thích mập lắm. Hai là bằng tuổi em hoặc là lớn hơn em 2 tuổi cũng được. Biết làm việc, biết chăm lo cho gia đình, quan tâm đến mọi người xung quanh. Cũng có một vậy là cũng là một người gọi là có kiến thức, nhưng mà cũng có học hành đi, không cần học giỏi quá, nhưng mà có học hành được. Cũng lễ phép, biết lễ phép với người lớn trong nhà. Em thì tính em thì không vấn đề gì, nhưng mà đối với lại giống như là người trong nhà mình thì ít nhất là người đó hoặc là gia đình của họ đi nữa cũng là một người biết tôn trọng người trong gia đình, biết kính trên nhường dưới, thế thôi. Thế rồi. Rồi, ok em. Rồi nếu như mà được chọn á, thì chị sẽ liên hệ qua Zalo, mình sẽ nói chuyện thêm, chị trao đổi thêm một số cái thông tin nữa rồi mình sẽ ghi hình ha. Phần cáp của em. Ừ. Xong rồi đó ba. Vâng. Phần cáp xong. Rồi mình ngồi cố định nha. Dạ rồi. Rồi bạn ơi. Dạ rồi, thì hôm nay có chị Trúc là biên tập bên chương trình sẽ trò chuyện với mình trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay ha. Rồi em mời anh giới thiệu về mình nè. Mình tên là Đinh Văn Hoàng, sinh năm 1988, thì quê mình ở Thái Nguyên. Thì mình vào Sài Gòn sống được 10 năm rồi, thì bây giờ mình đang làm trong ngành dược. Rồi, mình chia sẻ tiếp điểm mạnh, điểm yếu giùm chị đi Hoàng. Điểm mạnh của em thì em cũng nói chung là cũng không thuốc lá rượu bia, thì cũng nói chung cũng ít đi chơi. Còn điểm yếu thì điểm yếu nhất là chắc là chạy, tức là cái chạy xe này nó hơi yếu. Với lại vào đây thì cũng lâu rồi thì cũng vẫn công việc thì vẫn tạm thời ổn định thôi, mới ổn định thôi. Là sao em? Mới ổn định là sao á? Thì tức là em lớn rồi, nhưng mà ý là kiểu như là cái đợt mà em cũng bị đi học trễ một chút chị, thì thành ra là em mới đi làm cũng tầm độ mấy năm gần đây thôi, 3-4 năm gần đây ạ. Có thể chia sẻ lý do tại sao em đi học trễ được không? Trước thì em đi du học chị, nhưng mà vẫn chưa học xong thì em về nước chị, thì mất mấy năm. Đi du học ở đâu em? Em đi Nga chị. Rồi sao mà đi chưa xong mà về? Thì nói chung là do cái khả năng kiểu như tiếp nhận ngôn ngữ của em nó hơi kém, nên là kiểu như là cái không theo kịp, bởi vì học bằng tiếng Nga ấy chị, nên em không theo kịp ở bên đấy. Em học ở bên đó được mấy năm thì em vừa về? Cũng mất 5 năm ấy chị. Ở 5 năm luôn á hả? Dạ. Em có nghĩa là ở có 5 năm nhưng mà mình thấy là nó không có khả quan luôn á hả? Dạ vâng. Ý là chị nghĩ 5 năm là cũng làm quen rồi được rồi chứ? Ý là do bọn em sang đấy cũng mất mấy năm đầu học tiếng ấy chị. Dạ. Mà sao chọn tiếng Nga? Lúc đó là tại sao lại đi Nga á? Do có chương trình đi học bên nước ngoài thì em được đi ấy chị, nên là em cũng không lỡ nước ấy chị. Cái đó là học bổng hay là sao em? Học bổng chị. Dạ. Học bổng toàn phần không? Cũng một phần chị. Rồi đi cái đó xong thì em đi mất 5 năm ở bên đó, thì ngoài cái học đó em có đi làm gì bên đó không, hay là coi như về là mình có? Em chỉ đi học rồi, xong rồi em học xong em từ bên Nga về thì em vào trong Sài Gòn luôn, thì em đăng ký học dược, xong rồi là thành ra là vừa rồi em cũng mới đi làm được tầm độ 3 năm 4 năm gì đó thôi ạ. Rồi. Đi vậy là cũng mất ít tiền không em? Cũng mất ý là cái thời gian ở bên nước ngoài đấy chị hay sao? Đúng rồi, đúng rồi. Ý là giống như cái chi phí nếu mà mình đi về thì lời hay là lỗ đó. Lỗ rồi đúng không? Đó, dạ. Lỗ hết nhiêu này chị hỏi cho biết rồi. Tầm 300 chị. Trời ơi, nghe tiếc quá ha. Mà mất thời gian 5 năm nữa. Dạ. Trời ơi, thôi chị buồn với em nha. Không có đi tới được cái con đường mình mong muốn ha. Nhưng mà lúc đó thì đi Nga học là em học ngành gì? Em học điện nguyên tử chị. Trời ơi, cái đó mình ở trong nước cũng học được mà ta. Tính đi Nga là có cái điều kiện mình có nhiều tiền hơn đúng không? Dạ. Rồi, thế thì bây giờ là đã quyết định là ở đây lập nghiệp chưa, hay là sẽ có ý định đi nước ngoài làm nữa không? Không, thì em định như kiểu em luôn sống và làm việc ở Sài Gòn luôn chị. thì em cũng không có ý định về Bắc nữa chị. Bắc ở ngoài Bắc thì là em chị là con, em là con thứ mấy? Em là anh trai cả, còn em dưới em là có một em gái nữa. Là hết rồi. Dạ. Rồi, nhưng mà người ta nói trai Bắc hay về quê lắm nha. Em là coi như đâu có em trai, em gái nữa, mai mốt ba mẹ bắt về thì có không? Không thì cái đợt do mẹ em mấy năm trước mẹ em cũng mất rồi ấy chị.